Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin vụ giảm án trái luật cho Phan Xảo Nam được phanh phui như thế nào. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, sau ngày ông Phan Xảo Nam được tha tù 2 tháng, vụ kiểm sát việc tạm giam, tạm giữ, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã lật lại về hồ sơ và phát hiện việc giảm án tha tù trước thời hạn trái luật cho ông trùm cờ bạc này. Lật tẩy về tình tiết lập công không có thật. Phan Xảo Nam, người tổ chức điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ dưới hình thức game bài, được ra tù vào ngày 6 tháng 2 năm 2021. Sau khi được giảm 22 tháng, sau đó ngày 12 tháng 4, vụ kiểm sát việc tạm giam tạm giữ, vụ 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã xem xét lại hai quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân này. Từ kết quả kiểm tra, vụ 8 cho rằng quyết định số 587 ngày 29 tháng 4 năm 2020 và quyết định số 80 ngày 4 tháng 2 năm 2021 về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Xảo Nam, sinh vào ngày 21 tháng 9 năm 1979, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bị kết án về tội tổ chức đánh bạc và tội rửa tiền theo bản án hình sự phúc thẩm số 110/2019 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội là không đủ điều kiện và không có căn cứ pháp luật. Cơ quan chức năng đã chỉ rõ tại văn bản số 851 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ có nội dung: cơ quan điều tra đã tiếp xúc vận động Phan Xảo Nam viết thư gửi gia đình Lê Văn Kiên để vận động đối tượng đầu thú. Kết quả, sau khi được gia đình thông báo về việc Phan Xảo Nam viết thư vận động cùng với sự tác động của cơ quan an ninh điều tra, ngày 20 tháng 10 năm 2019, Kiên đã về nước đầu thú. Lê Văn Kiên là đồng phạm của Phan Xảo Nam trong việc tổ chức đường dây đánh bạc và bỏ trốn sang Philippines. Tuy nhiên, kết quả xác minh của vụ 8 Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tại trại giam và Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, trong quá trình giam giữ, không có việc Phan Xảo Nam viết thư động viên đối tượng truy nã quốc tế Lê Văn Kiên về nước đầu thú. Ngoài ra, điều tra viên và cán bộ điều tra không biết Phan Xảo Nam tác động đến gia đình Lê Văn Kiên như thế nào, không có tài liệu xác định Phan Xảo Nam gửi thư ra ngoài để vận động đầu thú. Theo đó, cơ quan chức năng xác định văn bản của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận Phan Xảo Nam lập công là không có căn cứ, dẫn đến văn bản số 01 ngày 25 tháng 3 năm 2020 của trại giam Quảng Ninh đề nghị hội đồng xét duyệt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Nam với tính tiết đặc biệt lập công là không đúng quy định của pháp luật. Ngoài tình tiết lập công không có thật, tài liệu xác minh của cơ quan tố tụng thể hiện Phan Xảo Nam không tích cực khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm phạm tội của mình gây ra. Cụ thể, làm việc với cơ quan an ninh điều tra ngày 25 tháng 9 năm 2017, ngày 25 tháng 10 năm 2019, ngày 28 tháng 11 năm 2019 về việc gia hạn phong tỏa tài khoản của Phan Xảo Nam và vợ tại ngân hàng BDBS Singapore, Nam đều không hợp tác để phong tỏa tài khoản. Bên cạnh đó, khi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2020 và ngày 14 tháng 10 năm 2020, Nam không đồng ý, không tự nguyện khấu trừ số tiền 5,3 triệu USD tại ngân hàng DBS Singapore để thi hành phần nghĩa vụ trên 155 tỷ đồng còn lại theo quyết định của bản án. Ngoài tài sản, cơ quan chức năng phát hiện và yêu cầu Nam truy nộp, hiện nay Nam còn hơn 253.000 SGD tại ngân hàng DBS Singapore nhưng Nam không khai báo, không tự nguyện chủ động khấu trừ số tiền này. Đáng chú ý, khi xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù cho Phan Xảo Nam, trại giam Quảng Ninh còn căn cứ vào đơn trình bày hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn của bà Phan Thu Nga, mẹ của Nam. Tuy nhiên, kết quả xác minh tại Ủy ban Nhân dân phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy
gia đình nam không thuộc trường hợp có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. Như vậy, có căn cứ xác định đơn trình bày gia đình có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn của gia đình Phan Xào Nam là không đúng. Từ những căn cứ trên, vụ 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định phạm nhân Phan Xào Nam không đủ điều kiện để hưởng tình tiết lập công và xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù đạt loại khá vào các quý 1, 2, 3, 4 năm 2020. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định kháng nghị theo hướng đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 và 80 của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Xào Nam theo quy định của pháp luật.